tôi rất tôn trọng đồng chí và làm dựa trên cơ sở pháp luật. Tôi chỉ yêu cầu đồng chí cho tôi xem cái chuyên đề. Ok, tôi xuất trình cho tờ luôn nếu các đồng chí, tôi không thắc mắc một điều gì cả. Tình trạng người dân đòi kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông khi bị dừng xe kiểm tra đã không còn là chuyện hiếm gặp. Vậy người dân có quyền đó hay không? Đầu tiên cần phải khẳng định rằng cảnh sát giao thông được quyền dừng xe kiểm tra theo chuyên đề, kể cả khi người dân không vi phạm giao thông. Điều này được quy định rõ tại thông tư 65/2020 của Bộ Công an. Và khi có kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề thì những nội dung đó phải được công khai. Nhưng việc công khai chuyên đề chỉ được thực hiện bằng các hình thức công khai sau đây. Thứ nhất là đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan công an. Thứ hai là đăng công báo. Thứ ba là niêm yết tại trụ sở cơ quan công an. Thứ tư là công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ năm là thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Qua đó có thể thấy, lực lượng công an nhân dân không phải công khai chuyên đề tại địa điểm kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Do đó thì người dân không được quyền kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông tại lúc bị dừng xe kiểm tra. Xin chào và hẹn gặp lại.